cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Đằng sau sự tận tình của Obama giúp Biden đánh bại đối thủ Trump là sự thật khiến Biden sợ hãi. Kính thưa quý vị, như một chiêu thức dọn đường, các nguồn tin thân cận của nội các Obama cố tình tiết lộ với tạp chí New York rằng cựu tổng thống Barack Obama gần đây rất lo lắng về cơ hội tái đắc cử của tổng thống Joe Biden nên ông ngày càng xuất hiện và tham gia nhiều hơn vào chiến dịch tranh cử của Biden. Sự tham gia của Obama được cho là bắt đầu sau khi các quan chức chiến dịch tranh cử của Biden nhận ra vào cuối năm 2023 rằng họ sẽ đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump trong một trận tái đấu lịch sử. Theo những khảo sát trên toàn quốc gần đây cho biết, Tổng thống Trump có khoảng 2 phần 3 cơ hội hoàn thành sự trở lại chính trị vĩ đại nhất trong nền chính trị Mỹ hiện đại. Ngoài ra, một cuộc khảo sát của New York Times vào tháng 3 cho thấy 73% cử tri cho rằng Biden quá già để trở thành một tổng thống hiệu quả. Vai trò của Obama bao gồm tư vấn cho O'Malley, Trillin, chủ tịch chiến dịch tranh cử của Biden và Anita Jern, một trợ lý của Biden từng làm việc với Obama. Ông tư vấn về chiến lược ngân sách kỹ thuật số, hỗ trợ công việc quan hệ công chúng thực tế với những người nổi tiếng Hollywood và gây quỹ cho tổng thống. Họ cũng tiết lộ thêm với tạp chí New York nhằm công bố thông tin cho hay khi ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tư duy chính trị của Biden, thì Obama đã nói chuyện thường xuyên hơn với O'Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch tranh cử và là người điều hành đó, bao gồm cả những nỗ lực của Biden nhằm nhắm vào những cử tri trẻ và da đen khó thuyết phục. Đồng thời, các đặc vụ trong văn phòng cá nhân của Obama phối hợp với chiến dịch tranh cử của Biden để đảm bảo Obama luôn cập nhật thông tin về chiến dịch. Và ông cũng giữ liên lạc thường xuyên với tòa Bạch Ốc, kiểm tra với hai trợ lý cũ hàng đầu của ông chánh văn phòng jeff Zien và trên cố vấn cấp cao theo lời của một người bạn của obama mặc dù sự lo lắng của ông ấy về cuộc bầu cử là có thật nhưng những lo ngại của cựu tổng thống nghe rất giống những lo lắng của các đảng viên đảng dân chủ hàng đầu khác theo những người khác đã nói chuyện với ông ấy người thường xuyên liên lạc với obama nói rằng những lo lắng này không phản ánh bất kỳ nỗi lo lắng cụ thể nào về biden hoặc nhóm của ông mà phản ánh một thực tế rộng lớn hơn đất nước bị chia rẽ chặt chẽ bối cảnh truyền thông bị trạng nứt và donald trump rất có thể sẽ giành chiến thắng obama luôn thừa nhận với bạn bè và những người ủng hộ lo lắng để tìm kiếm sự trấn an cuộc đua có thể sẽ gây cấn tuy nhiên ông ta vẫn cẩn thận trong việc không thể hiện bất kỳ mối quan tâm hoặc sự tự mãn cụ thể nào về chiến dịch tranh cử vì biết rằng các báo cáo về cảm xúc của ông ta khó có thể giúp ích cho chính nghĩa của đảng dân chủ năm nay rất có thể ông ta sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò là một trong những người đại diện nổi bật nhất của biden vào mùa thu ông ta cũng đã công khai tham gia sớm hơn nhiều người dự đoán. Chỉ trong tháng này, ông ta đã cùng Biden lên sân khấu ở Los Angeles cho buổi gây quỹ hoành tráng thứ hai cho chiến dịch tranh cử của mình. Lần này có sự góp mặt của George Clooney, Julia Roberts và Jimmy Kimmel. Theo một đảng viên đảng Dân Chủ quen thuộc với các con số của chiến dịch tranh cử, giữa những cú sốc như vậy và những nỗ lực kém hấp dẫn hơn, cựu tổng thống đã mang về hơn 65 triệu USD cho Biden Ông ta đã quay 10 video clip mà nhóm Biden đã sử dụng làm quảng cáo kỹ thuật số và có thể sẽ còn nhiều hơn nữa. Tất cả đều đang vạch ra khuôn khổ chính xác về vai trò của Obama trong chiến dịch tranh cử của Biden. Ngay khi mối quan hệ bước vào một chương mới được xác định bởi sự trở lại có thể có của Tổng thống Trump và cùng với đó là mối đe dọa đối với di sản chung của đảng Dân Chủ. Sự giúp đỡ trực tiếp của Obama dường như không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho Biden. Một đoạn video hôm Chủ nhật cho thấy Obama hướng dẫn Biden rời khỏi sân khấu tại một buổi gây quỹ. Đoạn video xuất hiện giữa một số video cho thấy Biden gặp trục trặc ở nơi công cộng, làm dấy lên lo ngại rằng Obama cố tình phá hoại Biden bằng hành động trên. Phía tòa Bạch Ốc dường như cũng không dám chắc nhiều về sự trở lại này của Obama. Trong lần xuất hiện tại một hội nghị gần đây, Van Jones của CNN đã được hỏi tại sao Biden lại mất đi nhiều sự ủng hộ từ các cử tri thiểu số đến vậy. Jones đã đưa ra một câu trả lời rất thực tế nói rằng liên minh cử tri được hình thành dưới thời obama và biden đã bị xói mòn khi các cử tri thiểu số ngày càng bị đảng dân chủ và cánh tả tước quyền bầu cử ông ta thậm chí còn lặp lại lời của james carville khi nói dân chúng phát ốm và mệt mỏi khi bị thuyết giảng về mọi điều nhỏ nhặt jones thừa nhận sự thật về một đại đa số người da đen sẽ bỏ phiếu cho biden nhưng đó không phải vấn đề có một bộ phận đau đớn và không chắc chắn về vị trí của họ trong đảng giai cấp công nhân da trắng đã chuyển nhà hàng loạt thế là xong Giờ đây, các cử tri thuộc tầng lớp lao động da đen và Latin đang có manh nha rời bỏ đảng Dân Chủ. Jones không phải là người duy nhất đưa ra quan điểm này. James Carville cũng từng thừa nhận đảng Dân Chủ sẽ mất đi những người đàn ông gốc Tây Ban Nha trong năm nay. Và cả hai người đều chỉ ra cùng một lý do. Họ mệt mỏi với những bài giảng nhàm chán của những chính khách phe Dân Chủ. Họ chỉ mệt mỏi vì bị giảng dạy, mệt mỏi vì sai lầm, mệt mỏi vì bị chỉ trích, mệt mỏi vì bị gọi là độc hại. Thành thật mà nói, mệt mỏi vì rất nhiều nhóm khác nhận được nhiều lợi ích từ chính quyền Biden hơn những người da đen nhận được. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Biden ở những người da đen dưới 50 tuổi đã giảm hơn một nửa, từ lợi thế 80 điểm vào năm 2020 xuống chỉ còn 37. Tổng thống Trump đang trên đà đạt được thành tích lịch sử trong lòng các cử tri da đen. Nếu nó giữ nguyên, cuộc bầu cử này sẽ kết thúc. Tổng thống Trump đang trên đà thu hút các cử tri thiểu số tốt hơn bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào trong lịch sử, và điều đó khiến các đảng viên đảng Dân Chủ phát điên. Đằng sau bí mật ông Obama sẵn tay giúp ông Biden đánh bại đối thủ Trump là sự thật khiến Biden sợ hãi. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngồi với Joe Biden suốt mấy giờ đồng hồ trong phòng ăn ở trại David cuối tuần rồi. Không khí gượng gạo, đó cũng là cuộc hội ngộ bí mật lần thứ N giữa hai nhóm phục vụ Tổng thống quen thuộc với nhau từ thời chính quyền Obama. Tuy nhiên, đó không phải là cuộc tái ngộ của hai người bạn cũ. Trong những tháng gần đây, ông Obama nói với các cộng sự rằng Ông tin cuộc tái đấu ngày càng quyết liệt giữa ông Biden với đối thủ Donald Trump vào tháng 11 năm nay sẽ rất giống cuộc bầu cử cách đây 8 năm, ám chỉ Joe Biden dường như không thể đủ sức chống cự và nên rời bỏ ghế tổng thống càng sớm càng tốt. Những người biết về nội dung cuộc trò chuyện cho biết, ông Obama nói với ông Biden một số điều trước cuộc tranh luận và cũng cho biết rằng Biden có thể nghỉ ngơi sau đó vài ngày. Ông Obama cũng nhấn mạnh với ông Biden rằng Ông tin chăm sóc sức khỏe sẽ là một vấn đề quan trọng của Biden sắp tới. Sau khi nghe câu dặn dò này xong, mặt Joe Biden dường như tối sầm lại và tỏ vẻ rất lo lắng. Trùm cuối đã xuất hiện, nếu Obama trở lại thì thế giới còn kinh hoàng hơn nữa. Thưa quý vị, khi ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ đầu 2008, Barack Hussein Obama đưa ra cương lĩnh chính trị thay đổi Hoa Kỳ đến tận gốc. Nói cách khác, Barack Obama chủ trương phá hoại Hoa Kỳ đến tận gốc theo tác giả cuốn sách Kẻ phá hoại vĩ đại mà ông David Limbaugh đã xuất bản vào năm 2012. Cương lĩnh đó nay đã được Joe Biden tiếp tục thực hiện. Chính quyền hiện nay của Joe Biden là chính quyền thứ ba của Barack Obama tiếp nối. Joe Biden chỉ là một tổng thống bù nhìn. Cương lĩnh chính trị của đảng Dân Chủ gồm những điểm chính sau đây. Mở toàn biên giới phía Nam để cho người tị nạn bất hợp pháp xâm nhập tự do, có cả tội phạm đủ loại, phá hoại nền kinh tế với chính sách cấm khai thác dầu thô bằng kỹ thuật đá phiến, gây thiếu xăng dầu nội địa, đưa đến lạm phát cao và lâu dài. 3. Đưa chú thuyết chủng tộc phê phán vào học đường và quân đội, gây hận thù và chia rẽ. Phá hoại cơ cấu gia đình, nền tảng của một xã hội ổn định và thăng tiến qua việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính và chuyển giới, cũng như cho phá thai tự do trên toàn quốc. Như vậy, cương lĩnh chính trị của đảng Dân Chủ đã, đang và sẽ từ từ biến Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ thành một chế độ xã hội cấp tiến nhưng chính thực là độc tài cánh tả để rồi đi xa hơn nữa để tiến tới một thế giới đại đồng dưới danh sưng một trật tự thế giới mới và một chính phủ thế giới nhằm đạt mục tiêu tối hậu là chiếc bánh vẽ công bình xã hội obama được biết đến là thành viên của nhóm xã hội bí mật aluminati và các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế thiết lập một trật tự thế giới mới bằng cách nào thưa bằng âm mưu tiền tệ mà hai nhóm này liên kết với nhau thực hiện những thành viên của hai nhóm này sẽ là những thành viên của chính phủ thế giới trong tương lai. Đây là những người tôn thờ và ngập lặng trong tiền bạc và quyền lực thống trị thế giới. Họ tổ chức ra sao? Nhóm này có một lực lượng quân đội và công an thế giới hết sức hùng mạnh để duy trì trật tự và an ninh thế giới. Họ cho lưu hành một đồng tiền độc nhất trên toàn thế giới. Tất cả các quốc gia lớn nhỏ và đạo quốc là những đơn vị hành chánh, lớn là tỉnh lỵ, nhỏ là quận lỵ, đứng đầu bởi một bảo chúa độc tài và tham nhũng mà họ mua chuộc bằng tiền dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của họ các đơn vị hành chánh này cũng có một mạng lưới công an để giữ trật tự và an ninh địa phương so sánh hai cương lĩnh chính trị của trật tự thế giới mới và của đảng dân chủ cấp tiến phe độc tài cánh tả hoa kỳ tuy không tuyệt đối giống nhau trong mọi điểm thế nhưng cũng có rất nhiều điểm tương đồng nổi bật như xóa bỏ các thể chế quân chủ và các chính phủ hợp hiến xóa bỏ quyền tư hữu và quyền thừa kế xóa bỏ tinh thần yêu nước và tinh thần quốc gia xóa bỏ hệ thống gia đình định chế hôn nhân định chế giáo dục cộng đồng trẻ em xóa bỏ mọi tôn giáo